Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Nếu tôi làm chứng về mình thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi và tôi biết lời người làm chứng về tôi là chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông cũng đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-xê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Mô-xê thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin thì làm sao tin được lời tôi nói? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, kính thưa cộng đoàn, trong ngày thứ hai của cuộc tĩnh tâm năm nay, chúng ta dành thời gian để suy tư về đời sống của chúng ta trong mối tương quan với tha nhân. Chúng ta hãy để cho lời Chúa soi sáng cho chúng ta. Có hai câu chuyện, hay nói chính xác hơn là có hai dụ ngôn, đều ở trong tin mừng của Thánh Luca để cho chúng ta suy nghĩ ngày hôm nay. Câu chuyện thứ nhất được trích trong tin mừng ở đoạn 16 câu 19 đến 31. Chúng ta có thể nghe lại một chút về đoạn tin mừng này. Đó là câu chuyện của người phú hộ và ông Lazaro. Câu chuyện kể là có một người nhà giàu được Kinh Thánh kể là mặc toàn lụa là gấm phóc và ngày ngày yến tiệc linh đình. Bên cạnh đó thì có một người nghèo tên là Lazaro. Và thưa cộng đoàn, theo nghĩa Kinh Thánh, Lazaro có nghĩa là kẻ được an ủi. Ông Lazaro này thì mụn nhọt đầy mình và ao ước được những mảnh vụn ở trên bàn tiệc của người phú hộ rơi xuống, nhưng lại không được. Và những con chó đến liếm ghẻ trông,
một sự tương quan nhưng không phải giữa đồng loại với nhau, lại là súc vật với con người. Kết cục người giàu cũng chết, ông Lazaro cũng qua đời. Nhưng sự thể lại cho chúng ta thấy rằng Lazaro ở trong lòng tổ phụ Abraham, còn người phú hộ thì trong biển lửa nóng nảy thiêu đốt. Người phú hộ thấy sự vui vẻ an nhàn của Lazaro thì xin tổ phụ Abraham sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi mình. Mối tương quan ao ước được thiết lập. Abraham đã không thỏa được ước muốn đó. Không phải Abraham không thương người giàu, nhưng vì không có khả năng làm điều đó ở bên kia của cuộc sống, điều mà có thể làm được ở tại cuộc sống này. Người phú hộ tiếp tục: nếu vậy xin tổ phụ Abraham nói với Lazaro đến nhà cha tôi, vì tôi còn 5 anh em nữa, cảnh cáo họ để họ không vào chốn cực hình này. Đó là câu chuyện thứ nhất trong tin mừng của Thánh Luca. Câu chuyện thứ hai cũng ở trong tin mừng Thánh Luca, ở đoạn 10 từ câu 29 đến 37. Đó là câu chuyện kể về người Samaria, Samaritano nhân hậu. Một người xa lạ, một người đi trên con đường, đã gặp một người đi từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch, đánh đập người này thừa sống thiếu chết, và thừa chết thiếu sống, xin lỗi cộng đoàn, và người này bị bỏ bên lề đường. Một thầy tư tế đi qua, một thầy Lê Vi đi qua, cũng coi như không có sự hiện diện của người bất hạnh bên vệ đường. Nhưng một người Samaritano, một người dân ngoại, một người xa lạ với đồng loại của mình thì đã đến. Ông dừng lại, xuống ngựa, cúi xuống, lấy dầu, lấy rượu, băng bó vết thương, đưa lên lưng lừa, trở về quán trọ chăm sóc. Hôm sau trao cho chủ quán 2 quan tiền và nói: ông chăm sóc người này có tốn kém bao nhiêu, khi tôi trở lại tôi sẽ thanh toán đầy đủ. Đó là 2 câu chuyện. Một thì mang hình ảnh của tiêu cực, một lại mang hình ảnh của tích cực. Một là loại bỏ, một là cưu mang. Một là gần gũi, một là xa lạ. Một là điều tốt lành, một là điều không được tốt lành. Thế nhưng tất cả đều cho chúng ta thấy đó là tương quan đồng loại với nhau. Khi chúng ta nói về người phú hộ trong tin mừng, nói về câu chuyện giữa người phú hộ và anh Lazaro, chúng ta tự hỏi: ông nhà giàu này, ông có đáng hưởng những điều đấy không? Mặc toàn gấm vóc lụa là, yến tiệc linh đình. Chúng ta hỏi ông có quyền làm điều đó không? Ngay lập tức trong đầu của chúng ta sẽ có một câu trả lời. Không phải chỉ một, nhiều câu trả lời, nhưng câu trả lời ngay đập vào mắt chúng ta, vào tâm trí chúng ta: ông có quyền làm như vậy chứ? Ông giàu mà, ông khôn ngoan mà, ông tài giỏi mà, tiền bạc này là của ông mà, ông không ăn cướp của ai, ông không chặn họng người khác, ông không lấy của người khác, ông không sống bất công với ai cả. Ông có quyền làm như vậy mà. Dừng lại một chút, nhìn về đời sống của chúng ta hôm nay, chúng ta có thể đặt mình vào trong hình ảnh của người phú hộ.
tôi có khả năng, tôi vất vả làm ra điều đó, tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt tôi mới có được những phương tiện như vậy. Không ai cho tôi cả, tôi có quyền làm như vậy. Đó là câu trả lời dễ nhất trong tâm trí của chúng ta. Thế nhưng mà nếu chỉ nhìn ở trên bình diện của đời sống tự nhiên con người, và tệ hơn nữa là chỉ nhìn trong thực tại của đời này, chúng ta có thể làm như vậy. Rất nhiều người đã làm như vậy. Cuộc sống này mà biết có ngày mai hay không, tội gì mà không ăn sung mặc sướng, tội gì mà không sống với tất cả cái khả năng của mình, tự do của mình. Ai sống mặc ai, ai chết mặc ai. Tôi không phiền hà người khác và tôi cũng không muốn người khác phiền hà đến tôi. Đi đường gặp tai nạn, mặc kệ, không phải là người nhà của tôi là được rồi. Không phải tôi là được rồi. Và có thể còn dùng một câu làm phúc phải họa như là một sự an ủi cho mình về hành động của mình. Xã hội đầy những bất công, mặc kệ xã hội, miễn làm sao tôi sống an toàn cho mình là được. Chẳng phải chúng ta cũng như người phú hộ hay sao? Đấy là nói dừng lại ở trên phương diện của vật chất. Chúng ta cũng có thể nhìn ở một khía cạnh khác để tự an ủi mình. Tôi không có giàu, tôi không có khả năng để giúp đỡ người khác, tôi còn những khó khăn trong cuộc đời của tôi còn mối tương quan, lo lắng cho con cái của tôi chưa có thể giúp cho người khác được. Cho nên tôi không phải là hình ảnh ông phú hộ trong bài tin mừng. Liệu Chúa có muốn chúng ta nhìn về hình ảnh người giàu chỉ đơn giản là chuyện vật chất hay không? Tôi nghèo, nhưng mà tâm trí của tôi không có nghèo. Tôi ao ước, tôi khao khát, tôi đạt được điều này, điều khác, bất chấp luân thường đạo lý và công bằng đối với đời sống con người. Tôi ao ước, tôi chiếm đoạt được điều này, điều khác trong cuộc sống của mình. Có phải là tâm trí của ông nhà giàu không? Tôi không muốn người khác đụng chạm đến mình bởi vì tôi không có khả năng giúp người khác, cho nên tôi không muốn phiền lụy. Có phải hình ảnh của người giàu không? Ông nhà giàu được diễn tả là mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Tức là ông có đầy đủ khả năng riêng của mình, tôi không cần nhờ người khác. Và cũng có nghĩa là tôi sẽ có nhiều mối tương quan khác. Người giàu sẽ chơi với người giàu, bánh ích đi bánh quy lại. Khi tôi cười với một người nào đó, có nghĩa tôi cũng đang tìm kiếm ảnh hưởng, lợi nhuận, sự nhờ vả, tương quan, hiểu biết với những người khác. Tôi chỉ thích chơi với người giàu, tôi không thích chơi với người nghèo. Chơi với người giàu, ít ra tôi chưa có tranh thủ được điều gì ở nơi họ, tôi chưa nhờ vả được họ, nhưng mà tôi cảm thấy là tôi an toàn, họ không làm phiền đến tôi. Còn chơi với người nghèo thì tôi trước mắt là tôi thấy tôi là người bị hạ cấp, và có khả năng tôi bị thiệt thòi vì người khác, vì những người ấy có thể nhờ vả tôi trong việc này việc khác. Tôi không có lợi gì cả, cho nên tôi tránh xa. Người phú hộ ngày ngày yến tiệc linh đình, ăn không hết, mặc không hết. Trong khi anh Lazaro trong tin mừng kể lại với chúng ta, ao ước được những vụn bánh từ trên bàn của ông nhà giàu rơi xuống mà không được. Cái vụn bánh ấy không có trong tâm trí của người phú hộ. Và như thế, ông cũng không hề có mối tương quan nào muốn thiết lập với anh Lazaro. Không cần. Thế giới này là của tôi, khung cảnh đẹp đẽ này là của tôi, và tôi có quyền hưởng điều đó.
người phú hộ không hề nghĩ đến bóng dáng của Lazaro. Còn Lazaro ao ước một điều nhỏ nhoi đối với người khác nhưng mà là lớn lao và cấp thiết với con người của mình. Anh đã không có được điều đó. Và không một lời an ủi, không một sự nâng đỡ từ đồng loại của mình. Chỉ những con chó đến liếm những mụn nhọt ghẻ chốc của mình. Oái oăm thay, anh lại mang tên là Lazaro, là kẻ được an ủi. Anh lại có một cái tên rất cụ thể, không phải như người giàu một cách mơ hồ chung chung. Anh được liệt kê, được nói rất rõ giữa cuộc đời, nhưng mà lại dường như không người nào để ý tới anh. Kết cục thì tất cả đều trở về hư vô. Người giàu cũng chết, kẻ nghèo cũng chết. Ai trong chúng ta đều thừa biết cái chân lý đó trong cuộc đời của mình. Nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, bất động sản. Cuộc sống của chúng ta khao khát tìm kiếm, thù đắc, chiếm hữu. Và đôi khi bằng mọi giá. Có những khi nổi da sáo thịt chỉ vì một vài tấc đất. Có những lúc tương quan máu mủ ruột thịt không còn nữa, chỉ một vài tấc đất. Nhưng rồi, muốn hay không muốn, chân lý của sự sống ở đời này vẫn phải thể hiện. Chết là hết. Và đất ấy, tài sản ấy phải nhường cho người khác. Bài học đó chúng ta thấy rất rõ. Ông nhà giàu không cảm nhận được điều đó. Ông cũng phải dừng lại. Lụa là gấm vóc cũng phải để đó. Cuộc vui chơi yến tiệc linh đình cũng phải dừng lại. Và khi ở bên kia ranh giới của sự sống và cái chết, khi mà tất cả như bài đọc một ngày hôm qua cho chúng ta thấy, mọi người đã qua đi thì tất cả đều phải sống lại. Nhưng mà niềm vui và đau khổ hoàn toàn khác nhau. Có những người sống lại để được ơn cứu độ, có những người sống lại để chịu án phạt. Không còn phải là tức thời, không còn phải là giai đoạn, không chỉ còn là một cái chóng qua. Để những gì đau khổ thì chúng ta cũng biết một lúc nào đó là hết. Những gì mà không đau khổ vui mừng sử dụng cũng là lúc kết thúc. Để chấp nhận một cái vĩnh cửu hơn, phải đối diện với gì là trọn vẹn hơn. Lúc này chúng ta thấy người giàu đã thấy cảnh bi đát của mình. Ông đã muốn thiết lập mối tương quan mà khi ông còn sống ông đã không muốn làm. Lúc này ông không có khả năng để làm mà trước kia ông đã có khả năng. Lúc này ông không còn có thể một vụn bánh cho anh Lazaro, nhưng ông lại khao khát một chút nước ở đầu ngón tay để làm mát đầu lưỡi ông. Lúc này ông không còn nhìn thấy một người thân cận ở bên cạnh như là Lazaro khi ông còn sống, mà ông lại khao khát Lazaro giúp cho những anh em ruột thịt của ông khỏi xa vào chốn cực hình. Điều đó cho chúng ta thấy cần phải có một cái nhìn khác về đời sống đức tin của chúng ta. Không phải chỉ dừng lại ở nơi cuộc sống này, mà cần phải để lời Chúa soi sáng trong cuộc đời của mình. Bởi vì khi tất cả chúng ta, ngay cái căn bản nhất của cuộc đời của mình, đó là sự sống, là sự hiện hữu, chúng ta đã không có khả năng làm cho mình. Đón nhận nhưng không từ tình thương của Thiên Chúa cho chúng ta hiện hữu. Và Thiên Chúa đã yêu chúng ta như thế nào, Thiên Chúa cũng yêu những người khác như thế. Bởi vì tất cả đều là con cái của Thiên Chúa.
Và Thiên Chúa muốn chúng ta thể hiện điều đó với người khác. Cho nên khi chúng ta nhìn lại trong mối tương quan của đời sống đức tin và với tương quan với Chúa, thì cái nhìn theo suy nghĩ của người phú hộ cần phải xét lại trong cuộc đời của mình. Không phải riêng của mình, chúng ta không làm được gì nếu Chúa không ban ơn cho chúng ta. Và Chúa ban ơn cho chúng ta rất nhiều lần qua những con người khác. Cụ thể của ăn áo mặc, đâu phải tất cả chúng ta tự mình chúng ta làm được. Mặc dù chúng ta nói rằng chúng ta có lấy tiền, lấy việc này việc khác để đổi trác mua bán, thì cũng phải có những người khác. Ai cho chúng ta điều đó nếu không phải là tình thương của Thiên Chúa ban cho chúng ta? Nhưng chúng ta đã quên, chúng ta không hiểu, hay chúng ta cố, chúng ta không muốn hiểu trong giây phút này, bởi vì nó ảnh hưởng đến chính đời sống vật chất của mình. Cho nên chúng ta không muốn học bài học của Lazaro, chúng ta không muốn bài học của bài tin mừng hôm nay. Tổ phụ Abraham đã nói với chúng ta, giữa bên này và bên kia đã có một vực thẳm, khiến từ bên này muốn qua bên đó không được, từ bên đó muốn qua bên này không được. Chuyện đó có thể làm hóa giải ở nơi thực tại của cuộc sống ngày hôm nay. Còn lại chỉ trông chờ tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Sự hiệp thông với nhau phải vượt qua được ranh giới đó. Câu chuyện thứ hai cũng trong tin mừng hôm nay, hình ảnh người Samaritano. Nếu nhìn theo khía cạnh cung thánh, kinh thánh thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Đó là hình ảnh Chúa Giêsu kể về bối cảnh của dân Do Thái thời của Chúa Giêsu. Người Pharisêu, thầy Lê-vi là những bậc được coi trọng giữa dân thánh, là những người có tiếng nói, có ảnh hưởng, có uy tín giữa cộng đồng Do Thái giáo, là những người ngồi chỗ nhất giữa hội đường. Thế mà một người Samari, một người đi từ Jerusalem là thánh đô về Jericho, muốn diễn tả hình ảnh của một con người đang xa lầy, một con người đang xa rời Thiên Chúa, dọc đường rơi vào tay bọn cướp. Chúng đánh nhừ tử, một người đã thất bại, một người đã ở trong tình trạng tội lỗi. Pharisêu, thầy Lê Vi của thời Cựu Ước, không có khả năng để cứu được người này, không có khả năng để mang họ về được với ơn cứu rỗi. Người Samari, một người xa lạ, một người bình thường, đi đường ông đã thấy. Những động từ được diễn tả hành động của ông đều diễn tả một hành động cúi xuống, nâng đỡ, cưu mang, bao bọc, chở che, đưa về quán trọ. Ông lấy dầu, lấy rượu, muốn diễn tả về hình ảnh của các bí tích. Ông đưa về quán trọ, muốn diễn tả hình ảnh của hội thánh. Ông đưa về và giao cho chủ quán trọ với nhiệm vụ chăm sóc, đưa ra hai quan tiền, muốn diễn tả khả năng của Thiên Chúa giao cho giáo hội, giao cho hội thánh để chăm sóc người bị sa ngã. Và khi trở lại, tôi tính sổ với bác, tốt lành thì được hưởng tốt lành, còn không chu toàn điều đó thì sẽ hưởng sự khiển trách. Người Samari ấy, chúng ta vẫn mặc nhiên nhìn nhận đó là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, yêu thương con người. Và chúng ta biết cái câu chuyện mà Chúa Giêsu nói như vậy là bởi vì xuất phát từ một người Pharisêu hỏi Chúa Giêsu: ai là anh em tôi? Ai là người thân cận của tôi? Chúa đã nói về dụ ngôn đó.
Thế thì thân cận, gần gũi đâu phải chỉ là những người họ hàng máu mủ ruột thịt. Thân cận, gần gũi đâu phải chỉ là những người mặc áo gấm lụa là đối với ông Phú Hộ. Thân cận, gần gũi đâu phải chỉ là những người mang những điều tốt đẹp đến cho chúng ta, mà thân cận, gần gũi phải nhìn ở trong đời sống đức tin. Khi mà tất cả đều là thân mình của Chúa Kitô, khi mà còn một thân thể đau yếu bệnh hoạn tật nguyền, khi mà còn một tâm hồn đang chầy chật trong đau khổ, trong tội lỗi, thì cánh tay của Chúa Giêsu vẫn còn bị đóng đinh, nương long của Chúa Giêsu vẫn còn bị đâm thâu, đầu Chúa Giêsu vẫn còn gai nhọn, chân Chúa Giêsu vẫn còn gắn chặt vào trong thập giá của cứu độ, sẽ mãi mãi còn như thế khi mà người cuối cùng chưa được ơn cứu độ, sẽ mãi mãi còn như thế khi thân mình của Đức Giêsu mầu nhiệm là hội thánh còn thương tích. Thương tích ấy không phải chỉ còn là những người xa lạ, những quân dữ của mọi thế hệ, những người không cùng niềm tin lên án, mà đôi khi những mũi nhọn, những mũi dao, những lưỡi đồng lại xuất phát từ chính con cái của Chúa đối xử với anh em của mình, đối xử với đồng loại của mình, thì làm sao tình thương của Thiên Chúa có thể phủ lấp được trên tất cả? Nếu như mỗi người chúng ta còn sống tinh thần, sống tâm thức của người Phú Hộ, nếu như mỗi người chúng ta còn mang tâm thức của người Pha-ri-sêu, của người Lê-vi trong thời Cựu Ước, nếu như chúng ta còn co cụm trong vỏ bọc của đời mình, không muốn giúp đỡ cho những người khác, thì làm sao tin mừng của Đức Giêsu có thể đến với người khác được? Làm sao có thể thánh hóa họ được? Bởi vì chính chúng ta đã không được thánh hóa, hay chúng ta nói đúng hơn, không muốn thánh hóa con người của mình bằng chính lời Chúa, bằng ân sủng, bằng bí tích. Vì thế, đời sống tôn giáo và đời sống đức tin trong con người của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Không chấp nhận mầu nhiệm thập giá của Đức Kitô, không chấp nhận mầu nhiệm thập giá của Đức Kitô trong chính cuộc đời của mình và của anh chị em của mình khi có mối tương quan với mình. Vì vậy, chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta có cái nhìn của Chúa, có cái nhìn của lòng thương xót, để thứ nhất nhìn ra sự giới hạn mỏng giòn yếu đuối trong con người của mình, và nhìn ra sự kiêu ngạo ngông cuồng của mình khi bất chấp tất cả để đạt được điều này điều khác, để biết sự trống rỗng ở trong tâm hồn của mình. Có như thế mới có khả năng để lấp đầy yêu thương, có như thế mới có khả năng để cưu mang anh chị em mình, có như thế mới biết chia sẻ với tất cả mọi người. Sáng nay con có đọc được một cái thông tin, một câu chuyện rất thực tế trong cuộc đời ở trên báo điện tử VN Express, kể về câu chuyện của một gia đình có một bệnh nhân mắc bệnh tim, và ông chỉ ao ước được có 80 triệu để chữa lành cho con của mình. Bế tắc, không có được khả năng, chỉ biết đem con của mình để về và chờ chết. Thế nhưng khi được những người khác giúp đỡ qua phương tiện thông tin, cộng đồng, đại chúng, thì lúc đó ông đã thu được chỉ trong 2 ngày có được 178 triệu để chữa lành cho con của mình. Ông đã không tin nổi, ông đã quỵ xuống, bởi vì ông không ngờ mình đã được những người xa lạ giúp đỡ như thế.
Chúng ta cũng có thể thấy điều này cũng là bình thường ở trong cuộc sống với nhiều tín hiệu. Thế nhưng điều đặc biệt đánh động lương tâm của mỗi chúng ta đó là khi con ông đã được phẫu thuật xong, ông đã lấy những gì người ta giúp cho ông còn lại, ông chia sẻ cho những bệnh nhân khác. Ông vẫn còn nghèo. Ông có thể giữ lại cái số tiền đó để giúp đỡ cho con của mình được tốt hơn nữa khi trở về nhà. Ông đã không làm điều đó. Ông chia sẻ cho những người khác. Người nghèo nhưng không tham. Đó là một bài học cho chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ tôi còn nghèo, tôi chưa giúp được người khác, cho nên tôi phải sống, tôi phải thù đắc. Nếu mà lòng tham luôn luôn ở trong con người của mình bất chấp, bao giờ mới đủ cho con người của mình? Không đủ được. Và như vậy thì chúng ta bất công với những gì mà Thiên Chúa ban cho mình. Đó là một bài học cho chúng ta. Và như thế không phải chỉ là làm cho người bệnh được khỏe, mà còn điều quan trọng làm cho tâm hồn của con người vốn bệnh tật yếu đau được trở nên mạnh mẽ, và cũng làm cho tín hiệu tốt ở giữa cộng đồng xã hội được nhân rộng. Những người góp cho người bệnh nhân ấy cũng cảm thấy vui vì không chỉ dừng lại ở nơi một bệnh nhân nhưng được lan tỏa. Đó là sức mạnh của cộng đồng. Và có lẽ thưa cộng đoàn, xã hội ngày hôm nay và chính chúng ta phải ý thức một điều: nói ít thôi nhưng làm nhiều hơn trong cuộc đời của mình. Lòng chúng ta sẽ thanh thản, tâm hồn chúng ta sẽ cởi mở, và mầu nhiệm của sự sống Thiên Chúa muốn chúng ta thể hiện được sinh động, lớn mạnh hơn nữa. Đó chẳng phải là tin mừng sống động được rao giảng hay chưa? Và đó chính là điều mà người Kitô hữu Công giáo chúng ta được mời gọi để thể hiện. Hãy làm cho tinh thần mùa chay của chúng ta được nảy nở. Hãy làm cho đời sống của chúng ta được mở rộng. Chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta khi đến với Chúa, chúng ta với lòng hân hoan, và xin Chúa làm cho chúng ta biết đem tình thương của Chúa đến cho anh chị em mình một cách cụ thể và ý nghĩa trong chính những việc thường nhật của chúng ta. Amen.